Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thẻ cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 30 tháng 9 năm 2021 và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về rất nhiều sản phẩm điện thoại là LG V50. Thì các bạn chưa mua ưng là sản phẩm mình, bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý thẻ cũ giá rẻ thì các bạn sẽ người xem và lựa chọn tiết. Thì là tối hôm qua thì mình về được là 50 cây thì mình đã thanh lý hết cho các bạn rồi. Nếu mà ở lô hôm qua thì bạn nào mà chưa đặt được ấy thì đặt được sản phẩm là LG V50. Thì là tối hôm nay mình lại về tiếp tục. Thì là xong clip này thì các bạn có thể là nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc là fanpage. Và có thể là gì nhỉ, mình sẽ thường xong clip mình sẽ tắt máy để mình nhắn tin cho các bạn. Thì bạn nào có thể là chốt cho mình qua Zalo hoặc là fanpage nhá, để đặt hàng các bạn nhá. Đấy, tối nay xong hoặc là bắt đầu từ 7 giờ sáng mai thì bắt đầu mình sẽ mở máy thao hồ các bạn để lựa chọn đặt hàng các bạn nhá. Thì hôm nay thì mình về tất cả rất nhiều 50 máy này. Tất cả đều là hàng AA cộng zin đẹp các bạn nhá. Hàng A cộng zin đẹp này thì mình cũng nói thật chia sẻ với các bạn luôn. Tại vì giá thị trường con này thì đang dao động với mức giá coi như là từ 3.8 triệu đến 4 triệu đồng tùy shop bán. Đấy, trên thị trường cái hàng mà coi như là A cộng zin đẹp. Thì là nói chung là bên mình thì các bạn yên tâm về giá cả mình. Thì là thị trường giá như nào? Tại vì đợt này thì là LG V50 thì là đang nói chung là ở Hà Nội thì là về rất nhiều sản phẩm LG V50. Nói chung là shop nào thì mình cũng nói thật với các bạn luôn là cái shop nào thì cũng hàng thì cũng như shop nào thôi. Tại vì cùng về một mối, cùng về một đầu buôn. Tại vì tất cả sản phẩm LG V50 này cùng về một đầu buôn ở Hà Nội các bạn nhé. Và tất cả được xách tay từ Hàn Quốc về. Đâm là hàng shop nào thì cùng shop nào thôi. Còn tùy theo ở cách shop, mỗi shop thì nói cách bán hàng khác nhau. Thì là nhiều bạn thì bên mình cũng bán rẻ. Nhiều bạn thì chê bên mình bán rẻ, chắc là hàng ối dồi ôi nó kia, nó thật với các bạn ấy. Các bạn mang cái hàng mà những sản phẩm mà cái hàng A cộng này các bạn nhé. Mình nói thật với các bạn nhé, ở clip này những cái hàng mà zin đẹp A cộng này thì các bạn mua ở shop khác ấy, ví dụ những sản phẩm mà 3.8 triệu đến 4 triệu đồng ấy, thì các bạn gì nhở mang đến so sánh với cái máy mà so sánh những cái máy mà A cộng của mình, nói thật với các bạn nó không khác gì nhau. Tại vì biết các bạn biết tại sao, tại vì nó ra một đầu buôn mà. Tại vì ở hàng này thì mình cũng chia sẻ với các bạn, thứ nhất là nó ra một đầu buôn thì tất cả là hàng nào nó giống y đúc như hàng nào luôn. Tại vì nói thật các bạn luôn, tất cả đều là hàng A cộng, tất cả là màn hình đẹp keng nhá. Đấy, toàn màn hình sáng đẹp keng luôn. Và máy thì là zin đẹp như nhau, tại vì hàng nó về theo lô mà. Lô nào nói chung là shop nào cũng có lô hàng đẹp. Hàng phẩy thì mình sẽ bán với giá gác, hàng những phẩy xước viền hay là xước lưng thì mình sẽ bán với mức giá coi như là hợp lý và rẻ hơn cho bạn. Thì các bạn là chê những máy mà đấy chắc là máy ối dồi ôi nọ kia các kiểu. Nhiều khi mình bán rẻ quá thì thứ nhất là phương châm bán hàng mùa dịch của bên mình thì là bán với mức giá coi như là hợp lý để các bạn coi như là về một con mua máy về để học online, xem phim, nghe nhạc. Tại vì giá thị trường ở LG tại Việt Nam bên mình thì là giá thị trường con này thì là đang về Việt Nam rất nhiều, và giá thị trường dao động thì con này nó dao động ở mức bình thường lắm. Đấy, không bình thường lắm. Nói chung là ở dao động, nói chung là giá nhập bên mình thì là mức bình thường. Và giá sản phẩm mà hàng A đẹp này thì bên mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy, hàng zin đẹp A cộng này mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.500.000. Nếu mà bạn nào mà gì nhở mua cái hàng 38 hay là 40, nói chung đến so sánh với cái hàng 35 của mình này, nó thật với các bạn nó không khác gì nhau. Tại vì nó ra một con đầu buôn mà, thứ nhất là ra một đầu buôn, thứ hai là nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Thứ nhất là nó ra một đầu buôn, nói chung là hàng nào, nói chung là giống hàng nào thôi, tùy theo shop bán hàng thôi. Nên là các bạn cứ yên tâm về sản phẩm bên mình. Bên mình thứ nhất là mùa dịch bạn mình không cộng công nhiều. Với mức giá coi như là 3.500.000 thì bên mình cũng đã có với mức giá coi như là vừa có tí lãi và vừa có tí bảo hành bên mình rồi. Và có nói chung là có chế độ bảo hành bên mình rồi, mình cộng cả công bảo hành, cả công mình bỏ tiền ra mình nhập rồi. Nói chung là các bạn mua hàng bên mình thì cứ yên tâm, hàng zin đẹp này cứ yên tâm. Và gì nhỉ? Nói chung là hàng 35 hay hàng 38, 40 thì nó không khác gì nhau nhá. Đấy, nên các bạn là cân nhắc nên mua hàng LG V50 ở thời điểm hiện tại. Đấy, LG V50 ở hiện tại nó đang xuống giá rất là nhiều rồi. Đấy, các bạn cân nhắc là mua sản phẩm LG V50 các bạn nhé. Đấy, nói chung mình nhập hàng xuống thì mình sẽ bán xuống cho bạn. Và hàng xấu thì mình sẽ bán giá xấu cho bạn. Mà hàng đẹp thì mình cũng bán giá đẹp cho các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn cứ yên tâm về giá cả với mình nhé. Đấy, còn các bạn nào mà chưa tin được, các bạn mang đến, các bạn mua cái hàng 3840 về, nó so sánh với cái hàng này thật các bạn không khác gì nhau các bạn. Thì nó có cái gì đâu, nó giống nhau, men zin màn zin, các bạn nhìn thì máy là các bạn biết thôi ngay. Đấy, nó rất là hay, hợp lý luôn.
Cấu hình thì cái bọn này cũng là nói chung là như nhau hết. Đấy, màn hình 2K, pin 4000, chip Snap 855. Nói chung là các cái vấn đề này thì mình đã nói ngày nào thì mình cũng đã giới thiệu các bạn rồi. Màn hình thì cũng đẹp như nhau và tất cả đều là bản Hàn, một sim một sóng. Nói chung là về đồng giá hết các bạn nhé. Tất cả những sản phẩm LG V50 này về đồng giá hết luôn các bạn ạ. Đấy. Rất nhiều tính năng. LG này thì là rất nhiều tính năng hay, nhất là cái màn hình 2K các bạn mua về học online hay là xem phim nghe nhạc thì cực kỳ là hay. Nhiều bạn có như là cũng là thắc mắc lúc quay tại sao có sóng sóng này, thì vì cái màn hình AMOLED. Tất cả cái điện thoại quay vào đây nó sẽ là có cái nhiễu sóng sóng các bạn nhá, chứ không phải là cái máy của mình là lỗi màn hình các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn vào đây là không phải lỗi màn hình các bạn nhá. Đấy, mình cũng nói cho các bạn nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đổi mùa một tuần và bảo hành 6 tháng. Và LG V50 thì là bên mình thì là gì nhỉ? LG V50 bên mình thì là gì nhỉ? Có Shipco toàn quốc nhá. Hình thức Shipco thì các bạn cọc trước cho mình 100k và nhận hàng và được kiểm tra hàng và thanh toán. Đấy. Đấy, lỗi đổi mùa một tuần đầu và bảo hành 6 tháng nên các bạn yên tâm nhá. Rất nhiều tính năng sản phẩm LG V50 này. Đấy, các bạn mua về cho các em nhỏ hoặc là các bạn học sinh mua về học online thì cực kỳ ok. Tại vì nó là chạy RAM của nó là RAM 6GB, nó chạy đa nhiệm thì cực kỳ là nhanh. Bộ nhớ 128GB thì nó không bao giờ nó ít bị đầy. Đâm là nó sẽ coi như là nó đỡ văng ứng dụng hơn các bạn nhé. Hỗ trợ con này thì là hỗ trợ 5G. Đấy. Khuôn mặt thì là có mở đeo khẩu trang, các bạn có thể là cài khuôn mặt rất là hay nhá. Đấy. Đấy, giá bọn này thì là hàng zin đẹp A cộng này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.500k. Đấy, nói chung là hàng ở Việt, nói chung là các shop thì là tất cả là máy là giống nhau các bạn nhá. Đấy. Nên là các bạn cũng là cân nhắc mua sản phẩm LG V50 với mức giá coi như là 3.800.000-4.000.000 đồng. Đấy. Và sản phẩm bên mình thì bán ra là có tặng kèm sạc nhá. Đấy, cho các bạn coi như là về chỉ lắp sim nó dùng thôi. Hôm nay mình về tiếp tục được 50 máy. Nếu mà bạn nào mà clip mà hôm qua mà chưa đặt được ấy thì là mà các bạn tí nữa thì các bạn có thể inbox cho mình qua Zalo để mình đặt hàng để chốt đơn các bạn nhá. Còn các bạn nào mà chưa chốt đơn được là lô này thì các bạn có thể là chờ lô sau. Mình đang đặt hàng tiếp cho các bạn nhá. Đấy, lô sau các bạn có thể là chọn LG V50, nhà mình lại về tiếp tục được là nói chung là lô sau mình đang đặt hàng rồi lại về rất nhiều. Đấy, các bạn lại thao hồ lựa chọn sản phẩm LG V50 nhá. Lô sau thì các bạn thao hồ chọn nhá. Đấy, về được 50 cây. Đấy, các bạn thao hồ đặt nhá. Đấy, không thiếu gì sản phẩm LG V50 các bạn ạ. Đây ạ, rất nhiều sản phẩm LG V50 các bạn thao hồ đặt nhá. Đấy. 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 Hàng này giá cực kỳ là êm luôn các bạn nhá. Đấy, giá 3.500k. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất nhá. Đấy, bạn nào muốn so sánh các bạn cứ mang hàng 3840 đây. So sánh với cái hàng A cộng giúp mình nhá. Đấy ạ, xem nó có khác nhau, máy móc có khác nhau các bạn nhá. Nó giống nhau hết các bạn ạ, tại vì nó về cùng một lô máy, cùng một đầu buôn ra và cùng từ bên sách tay từ Hàn Quốc về. Giá bảo máy Mỹ là nghe còn khác một tí nhưng máy Hàn giống nhau hết các bạn nhá. Thì những hàng zin hàng phẩy phẩy thì mình sẽ bán giá khác, còn hàng đẹp này A cộng này 3.500k. Còn các bạn nào mà không tin, các bạn có thể là mang hàng 40 đến các bạn mua 4 triệu đến 3.800.000 các bạn để so sánh hàng mình nhá, không khác gì nhau các bạn nhá. Đấy là cái chia sẻ bán hàng cho mình thôi. Đấy, thứ nhất là mình cũng tránh để các bạn coi như là mất tiền oan vào sản phẩm LG V50 này. Đấy, thì mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn là các bạn tránh mua mất tiền oan vào sản phẩm LG V50 các bạn nhá. Đấy. Các bạn nào gần các bạn trực tiếp qua địa chỉ hàng mình các bạn nhá. Qua thì các bạn báo trước cho mình để mình giữ hàng lại cho bạn. Nếu mà các bạn mà qua sớm ấy thì lúc nào có hàng cho bạn, còn có các bạn qua muộn rồi các bạn chốt trước các bạn nhé. Thì mình có ship quanh khu vực Hà Nội nên các bạn yên tâm. Và bây giờ cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.